Rồi, xin chào mọi người, em là Duy từ Sơn Ca Acoustic nha. Hôm nay em làm một clip về những cây guitar thùng nội địa Nhật để giới thiệu đến mọi người. Đầu tiên, đây là một cây đàn Yamaki mọi người. Có người họ hỏi vui em là Yamaha mà không có đồ giả hay sao mà này có Yamaki. Dạ không, Yamaki nó là một thương hiệu độc lập mọi người, là một thương hiệu nội địa Nhật. Điển hình ra đây là cây Yamaki. Cái đàn này á, thì nó không có tem giấy mà nó ở trên cái nang giữa của cái thùng á, nó để chữ là Made by Yamaki. Là một cây đàn được sản xuất ở thập niên 80 tại Nhật Bản với chất âm cực kỳ tốt nha mọi người. Cây này có gì tốt mà bán 3,2 triệu? Thì đầu tiên là cái ngoại hình và cái mặt top nó đẹp. Thứ hai nữa là cái chất âm cây đàn này cực kỳ thuyết phục luôn. Rồi, đầu cần logo của Yamaki, phím thép và phím gỗ. Đẹp và vẫn chưa bị mòn. Bộ khóa đây mọi người. Trên từng khóa của nó đóng chữ Yamaki Japan, Yamaki Japan hết ha. Thì đây là một cái đàn được đóng ở Nhật mà, thành ra bộ khóa của nó được sản xuất tại Nhật. Cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại và có lưỡi thép trong cần đàn. Đường keo gốc cần là còn nguyên vẹn nè. Lưng là khít khao nè. Đó. Thì cái đàn này nó có lưng là Indian Rosewood, hay người Việt Nam mình còn gọi là cẩm lai Ấn Độ hay còn gọi là cẩm chỉ. Tại vì cái nó có những cái đường chỉ dọc theo cái sới gỗ á mọi người ha. Mặt top cây đàn. Top cây đàn này á là một cái mặt top còn đẹp nha. So với một cây đàn Nhật thì đây là mặt top còn đẹp, bóng, đều và chưa có bị cấn. Ngựa đàn là ngựa đàn không dán lại, không làm lại. Chất âm rất tốt nha mọi người. Em mời mọi người nghe thử chất âm cây này, đảm bảo sẽ vừa ý. Chất âm này phải tương đương với những cây DUB30 hoặc những cây FG300, đảm bảo. Bộ dây em gắn trên đây là bộ dây bình thường thôi nha mọi người, không phải là Elicer mà tiếng nó còn tốt vậy đó. Một cây classic của Yamaha. Đây là cây classic C200 và trên tem đàn nó có ghi rõ nó là Made in Japan. Năm sản xuất của những cây dòng C này nó thuộc về những thập niên 80 mọi người. Là từ năm 80 cho tới khoảng năm 89. Thì đàn dòng C này nó khác với dòng G. Chất âm của dòng C nó gọn gàng hơn, ba dây trép của nó sáng hơn. Nó làm cho cái việc mà mọi người chơi thuần classic á, nó cái tiếng nó gọn và nó rõ ràng, nó sắc nét hơn. Còn dòng G thì cái bass của nó rền hơn cây này
ha. Bass cây này vẫn sâu nhưng mà nó gọn gàng, nó sẽ hơi có xè xè tiếng kim loại một xíu ở những cái dây bass. Cái này thì nó tùy vào người thích hoặc là không thôi nha, nhưng mà cái dây bass của thằng này nghe nó gai gai đã lắm. Đầu cần là logo Yamaha, bộ khóa là bộ khóa vàng nha mọi người. Ở dòng C180 thì bộ khóa vẫn còn màu trắng, nhưng mà qua C200 thì khóa đã là khóa vàng rồi. Phím thép và phím gỗ cây đàn còn đẹp. Cần đàn là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại và action thấp nha. Không có lỗi thép trong cần đàn, đường keo gót cần còn nguyên vẹn nè. Rồi, có những anh hỏi sao lúc rài em không đo action nữa, thì tụi em đã canh sẵn hết rồi, tại vì tụi em phải đánh demo mà. Nếu mà một cây đàn mà action nó tệ quá thì không thể nào đánh demo tốt được, là thứ nhất. Thứ hai nữa là sau khi mà tụi em vệ sinh và tụi em còn kiểm tra action lại một lần trước khi gửi cho mọi người, nên vấn đề về action thì mọi người cứ an tâm. Nhưng mà những ai đã chơi quen những cây dây sắt, mọi người qua những cây ni lông thì action của dây ni lông nó sẽ cao hơn dây sắt một xíu. Tại vì sao? Tại vì những cái dây ni lông nó có tiết diện to hơn. Cái tiết diện có nghĩa là cái dây của nó, mọi người, nó to hơn, thành ra nó bắt buộc phải hơi cao hơn so với những cây dây sắt là một. Hai nữa, những cây dây ni lông cái action vừa phải, nó sẽ làm cho cái tiếng mọc nó tốt hơn. Rồi, lưng là đẹp nè mọi người, hông cũng đẹp, mặt top đều, ngựa là ngựa không dán lại, không làm lại. Có khiếm khuyết nha mọi người, ở đây nè nó có trầy, ở đây nè nó cũng có trầy, những cái vết nhỏ nhỏ ở đây thôi. Rồi, những cây trước á nó đặn hơn cây này thì em bán nó 3 triệu. Cây này thì nó có trầy và những cái điểm trầy em đã chỉ cho mọi người coi rồi, thì cây này em bán với giá 2,5 triệu cho một cây C200. Chưa bao giờ C200 rẻ như bây giờ. Ngày xưa một cây C200 như thế này phải là 3,5 triệu, đặng hơn xíu nó 4 triệu, còn đặng hơn nữa nó 4,5 triệu, còn cây này nó bây giờ nó chỉ còn có 2,5 triệu thôi mọi người. Thì em sẽ đo cho mọi người coi một cây nè, đây ha, classic guitar nè mọi người. Đó, dây số 6 của mình tại ngăn 12, nó thấp hơn định mức dây số 6 và nó cao bằng dây định mức của dây số 1. Có nghĩa là cây này action đang thấp hơn action chuẩn một chút xíu rồi đó mọi người. Cái việc đo action nó làm cho mọi người mất thời gian hơn, thành ra sau này tụi em ít đo action lại là vậy. Em mời mọi người nghe thử cây C200 giá 2,5 triệu. Thank you.
Rồi tiếp theo một cây Yamaha. Đây là một cây Yamaha tem màu đỏ hình elip, được làm vào năm 76 cho tới khoảng đầu những thập niên 80. Cây đàn này nó ghi rõ trên tem đàn nó là Made in Japan. Mã hàng của nó là FG201. Thì những cái cây tem đỏ này thì tiêu chỉnh cần nằm ở đầu cần thôi mọi người. Nó nằm đây nè. Còn những cây tem FG mà tem màu trắng thì tiêu chỉnh cần nó nằm ở trong miệng thùng. Rồi đầu cần Yamaha, phím thép và phím gỗ cây đàn. Đây, phím thép và phím gỗ cây đàn này còn rất là ok nha. Bộ khóa này mọi người. Bộ khóa. Trên từng khóa của nó, đây là bộ khóa zin đi theo cây đàn. Trên từng khóa của nó đóng chữ Yamaha Japan hết ha. Cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Có lỗi thép trong cần đàn, đường keo nguyên vẹn, lưng cũng nguyên vẹn. Đó. Lưng hông cây này tốt. Không có bị những đường keo mối chỉ của nó là nguyên zin hết nha mọi người. Ngựa là ngựa không dán lại, không làm lại. Mặt top cây đàn. Top cây đàn vẫn sáng màu nha. Tuy nhiên nó có những cái chấm nhỏ nhỏ như thế này. Đó. Thì em nói cho mọi người luôn. Bán thì em nói rõ cho mọi người đây. 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 Ha. Nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì cây đàn này á. Tổng quan nhìn thẳng vào nó vẫn đẹp, nhìn kỹ thì nó có những cái chấm đó và tiếng của nó cực kỳ tốt nha mọi người. Đây là một trong những dòng Yamaha mà em rất là thích, tại vì cái tiếng mộc của nó tốt lắm. Cái này em bán với giá 2,5 triệu mọi người, tại vì cái mặt của nó có những cái chấm như vậy. Nhưng mà về tổng quan cây đàn, về kỹ thuật nè, về đường keo mối chỉ, về cần, về ngựa, đồ tất cả mọi thứ còn nguyên bản hết. Chất âm rất tốt, 2,5 triệu. Những ai mà mọi người mới tập chơi, mọi người mua cây này chơi lâu dài luôn. Chơi giải trí ở nhà, cây này cực kỳ tốt. Chơi âm mộc, đàn hát với nhau cực kỳ tốt. Những ai mà mọi người muốn có một cây đàn theo kiểu là mình có một cây đàn tốt rồi nhưng mà sách đi chơi thì hơi xót xa, thì mọi người có thể mua những cây này để làm một cây dự phòng mang đi chơi. Tiếng mộc cực kỳ ngon luôn. Giá bán chỉ có 2,5 triệu thôi nha mọi người. Em mời mọi người nghe thử tiếng mộc cây này, đảm bảo ngon.
Rồi tiếp theo Yamaha dòng G mọi người. Cái này là G100D. Cái này nó có ghi rõ trong tem đèn của nó là Nippon Gakki, có nghĩa là Nippon là Nhật Bản mọi người. Gakki là nhạc cụ, Nippon Gakki là nhạc cụ Nhật Bản. Cái đàn này là những cái đàn được sản xuất vào những thập niên 70. Nhưng mà đây là những cái đàn mà em cảm thấy cái độ bền nó kinh khủng nhất. Tại vì đa phần em bán những cây dòng G này thì không có cây nào dán ngựa lại mọi người. Nó bền kinh khủng. Cái keo chỉ đồ của họ nó ngon lành. Thì đây là cái đàn dòng G và cụ thể là mã hàng của nó là G100D. Cây này em bán 2.3 triệu. Là vì lý do là cái lưng của nó có hơi trầy xíu mọi người. Đó. Yeah. Thì về mặt thẩm mỹ á thì nó hơi trầy, nhưng mà về mặt độ bền á thì cái trầy này nó không ảnh hưởng đến độ bền của cây đàn. Có thể là chủ cũ họ hơi ẩu á, họ chơi xong cái họ để cái đàn nằm dưới đất á, thì có thể là cát đất nó làm cho bị trầy cái lưng đàn. Còn lại cái đàn này về tất cả các yếu tố kỹ thuật nó đều ngon hết. Và nó là G100D. Thì mọi người thấy ở trong tất cả các clip của em, những cây như là G70, G80 mà đẹp em đã bán mức giá là tầm khoảng 2.3 triệu. Thì mọi người biết G70 tới G80 tới G90 tới G100, có nghĩa là cây này nó cao hơn vài đời, nhưng mà vì cái lưng nó bị trầy nên em bán giá chỉ có 2.3 triệu thôi. Là nó bằng một cây đàn mà ok, cách nó tầm khoảng chừng 3 đời. Rồi đầu cần là logo Yamaha. Bộ khóa, đây là bộ khóa zin của những cái dòng G. Những ai coi clip em thường, mọi người để ý, mọi người sẽ biết đây là bộ khóa zin. Và đây là bộ khóa còn đẹp, vẫn chưa bị rỉ sét. Thật ra cái vấn đề rỉ sét nó nằm chỉ là ở vấn đề thẩm mỹ thôi. Còn cái vấn đề mà và cái bộ khóa mà nó mềm tay, nó mịn tay á mọi người, thì những cái bộ khóa này nó vẫn đáp ứng được nhu cầu là mềm tay và mịn tay. Tới đây hướng dẫn mọi người xíu ha. Thì có những anh chị nói anh Duy ơi, tại sao mà cái bộ khóa của tôi á, tuy là bộ khóa Nhật nhưng mà tôi vẫn cảm thấy nó không được trơn tru lắm. Thì anh chị khắc phục giúp giùm em vấn đề này. Thì ở những cái bộ khóa này nè, người ta thường hay vô dầu, vô nhớt, vô những cái chất bôi trơn á mọi người, lên những cái bộ khóa này. Thì một thời gian á, bụi nó sẽ bám vào trong đây mọi người. Tại vì cái chất bôi trơn á, nó sẽ bám bụi rất nhiều. Thì khi mà nó bám vào trong đây á, nó làm cho cái bánh xe này và cái trục này nè, có thể là nó nhét vào trong những cái kẽ đó mọi người. Nó làm cho cái trục với cái bánh xe của nó khi mà ma sát với nhau nó không còn liền lạc nữa. Thì nó sẽ gây ra là cái hơi cứng bộ to khóa xíu. Thì cái cách khắc phục á, là mọi người có thể, một là mọi người để về mọi người làm luôn cũng được. Hai á, là mọi người tháo ra. Ở đây nó có một con ốc nè, hai con ốc nè, ba con ốc nè, bốn ốc. Tháo bốn ốc này ra, rút ra. Rút thẳng theo cái phương này ra. Tại vì ở đây nè, nó có cái trục ở đây nữa. Thì thay dây á, sẵn làm luôn. Rút ra. Xong rồi mọi người lấy RB7 á, mọi người xịt vào trong đây, xịt ướt cho em. Xong rồi lấy cái bàn chải đánh răng mà mọi người bỏ, những cái bàn chải mà mọi người xài lâu rồi á, hoặc là mua cái bàn chải mới cũng được, mấy ngàn bạc à, 4-5 ngàn gì đó, mọi người về mọi người chà cho em. Trục ở đây nè, và cái trục bánh xe này nè, những cái bánh răng của bánh xe nó đi hết đi những cái sình đất. Thì làm như vậy á, những cái kẽ bánh xe và cái trục này nó sẽ ăn khớp với nhau hơn. Lúc đó cái việc vặn bánh xe của mọi người á, vặn cái khóa này nó nhẹ nhàng hơn. Phím thép và phím gỗ cây đàn này còn nguyên vẹn nè mọi người. Cần đàn là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Đường keo gót cần còn nguyên vẹn nè. Lưng là khít kham. Rồi lưng như hồi nãy em nói là nó có trầy. Và vì có trầy nên em đã bán cái này giá nó mềm hơn cái giá thực tế rồi. Rồi. Mặt top cái đàn đẹp nha mọi người. Tuy nhiên vẫn có những cái vết nhỏ nhỏ. Ví dụ như ở đây nè. Đó. Ở đây nè, đó. Ở đây nè. Không đâu nữa không? Bên đây nữa nè. Mọi người thì ngựa không dán lại, không làm lại ha. Khít hết. Mặt top dòm tổng quan nó đều màu, nó đẹp. Tuy nhiên vẫn có những cái vết nhỏ nhỏ như hồi nãy em đã chỉ cho mọi người. Mà tổng quan nhìn nó liền lạc lắm nha mọi người, nó không có bị nát cái đàn á. Rồi. Thì cây này em bán với giá 2.3 triệu nha, chất âm rất tốt. Như em đã nói hồi nãy, dòng C nó có chất âm khác, dòng G nó có chất âm khác. Những anh chị nào mà chơi cái dòng G này nè, mà mọi người chơi đệm hát á, cái bass của nó mềm mại và nó trải đều á, nó làm cho cái lúc mà mình đệm hát nghe nó đầy đặn hơn. Và nó phù hợp với cái nhạc Việt Nam mình, nhất là nhạc trữ tình ha. Rồi, em mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 4 này nha.
theo là một cây Yamaki. Cây này rất đáng mua nè mọi người. Mọi người nghe kỹ thông tin cây này ha. Thì đây là cây đàn Yamaki. Mã hàng của nó là EW35. EW35 này nó là dòng cạnh tranh trực tiếp với dòng Morris W35 và là dòng cạnh tranh của dòng FG350 nha mọi người. Cái thời điểm nó bán ra nó có giá là 35.000 yên, nó tương đương khoảng 7 triệu Việt Nam mình. Thì một cây đàn mà W35 tới bây giờ mà còn đẹp nó cũng phải nằm 6 triệu rưỡi cho đến 7 triệu. Cây này là một cây EW35 là dòng cạnh tranh trực tiếp với dòng W35 hoặc là FG350. Cụ thể của nó là đây là cây đàn có lưng 3 miếng. Thì mọi người coi kênh em nhiều, mọi người sẽ biết rằng những cây đàn mà có lưng là 3 miếng là những cây đàn thuộc dòng tầm trung trở lên nó mới có những cái lưng 3 miếng. Lưng 3 miếng tại vì sao? Vì làm cái lưng 3 miếng là cực hơn, thẩm mỹ hơn. Thì ở những cái dòng đàn mà thấp tiền người ta không thể nào làm cái lưng 3 miếng. Điển hình W35 mà 35 special trở lên mới có, chứ mà 35 thường cũng không có lưng 3 miếng. Còn FG thì phải từ FG400 trở lên mới có lưng 3 miếng. Đó. Nói như vậy để cho mọi người biết đây là một cây đàn dòng cao. Cây đàn này nó còn có một cái mặt top là top solid nên chất âm cây đàn này rất hay nha mọi người. Rồi, đầu cần là Yamaki. Rồi, phím thép và phím gỗ cây đàn. Đây, phím thép và phím gỗ cây đàn vẫn còn nguyên vẹn nha. Mọi người coi cái series của cây đàn này á, mọi người nhìn thẳng vào trong cái gót cần ở trong á, nó có một cái chữ EW35. Cái lưng sau nó có cái chữ V nè, thì ngay cái đường này nó sẽ có một cái nang. Thì ở trên cái thanh nang này á, nó đóng rõ ở trên cây đàn là Yamaki Company Limited, sinh năm 1954, có nghĩa là hãng đàn này có năm 1954. Và Made in Japan, nó đóng rõ trên cây đàn này luôn, nó đóng trên đây luôn, ha mọi người. Rồi, cũng tương tự như cái cây hồi nãy thì nó xài một bộ khóa của hãng nó luôn. Đây, bộ khóa trên cây đàn nó ghi là Yamaki Japan trên từng khóa hết. Khóa còn bóng, sáng, đẹp. Cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại, có lỗi thép trong cần đàn. Đường keo gót cần, keo còn nguyên vẹn. Lưng là khít khao. Đường keo mối chỉ vẫn còn nguyên vẹn hết nha mọi người. Cái đàn này á thì cái mặt top của nó có trầy. Rồi. Nhưng mà chất âm của nó kinh khủng lắm nha mọi người. Thật ra cái trầy trụ á, nó thuộc về cái vấn đề gọi là nó thẩm mỹ thôi. Còn về cái vấn đề kỹ thuật cây đàn thì cái đàn này kỹ thuật vẫn tốt. Từ phím nè, từ cần nè, từ đường keo nè, cho tới ngựa. À, cho mọi người coi cái ngựa chưa làm lại, chưa dán lại nha. Thấy không? Ngựa của nó khít khao hết. Chất âm cây này rất tốt mọi người. Chất âm cây này á, là tương đương với những cây W35, FG350 thì mọi người biết là cái chất âm nó tốt cỡ nào rồi. Và dây hiện tại em đang gắn không phải là dây Elixir, nhưng mà mọi người nghe demo âm thanh mọi người sẽ đảm bảo sẽ nghe cây này thấy nó rất là tốt. Những cây này nếu mà ai mua mọi người có thể vô thêm bộ Elixir nữa thì cái cây này thì thôi đảm bảo làm ta phải wow á mọi người. Tiếng nó tốt kinh khủng. Thank you.
Rồi tiếp theo mọi người, thì đây là một cây tem, này là tem Hán tự mọi người. Nói chung là nó không thuộc bộ chữ Latin á, thì người Việt Nam mình hay gọi đây là tem nghệ nhân. Thì em có đưa thử cái phần mềm dịch vào á, thì nó dịch ra đây là, ví dụ như cái hàng ở trên nó dịch là thủ công mỹ nghệ, còn ở dưới á thì chưa dịch được mọi người. Thì ai là người biết chữ Hán thì mọi người có thể coi những cái tem này. Thì đây người Việt Nam mình gọi chung những cái tem này là tem nghệ nhân. Một cây đàn, đây là đàn dòng cao nha mọi người. Cây này em đảm bảo dòng cao, tại vì sao? Vì nó là top solid. Những cây mà nước ngoài thì mọi người biết top solid nó là một cái đẳng cấp rất là gọi là hàng, gọi là từ mức khá đổ lên mới có được top solid ha. Và bộ khóa đây mọi người. Tuyệt vời chưa? Đây là khóa gắn trên những cây classic của Takamine á mọi người. Vàng, sáng, bóng, đẹp, chưa bị oxy hóa ha. Phím thép và phím gỗ còn nguyên vẹn, cần là thẳng đẹp, action rất tốt, không gãy, không làm lại nha. Đường keo gót cần còn nguyên vẹn nè, lưng là khít khao nè, lưng đẹp, hông đẹp, mặt top sáng, bóng, đều, đẹp. Ngựa là ngựa không dán lại, không làm lại nè. Tuy nhiên nó có những cái vết trầy như thế này, đây là một, đây là hai, nó bị như vậy. Thì những cái vết này nè mọi người, những cái vết mà nó bị như vậy đó, em sẽ khắc phục lại cho mọi người. Có nghĩa là những cái vết mà nó bị sâu như thế này nè, thì em sẽ làm lại cho nó đều tay lại cho mọi người. Mọi người rờ vào đây, mọi người sẽ không thấy nó khuyết nữa. Thì làm cách nào đó là cách của em, nhưng mà em sẽ làm lại cho mọi người. Nó nhìn thì vẫn biết nó trầy nha mọi người, nhưng mà rờ vào thì không thấy nó còn bị khuyết xuống nữa. 2,5 triệu cho một cây mặt top là solid tem Hán tự, hay còn gọi là tem nghệ nhân. Cây này là một cây dòng cao dựa vào mặt top solid và bộ khóa, để em biết được cái tầm sản phẩm của cây đàn này. Rồi 2,5 triệu chất âm rất tốt, mời mọi người nghe thử chất âm cây đàn này. Rồi tiếp theo mọi người, một cây đàn Aria. Đây Aria, thì thương hiệu này ai coi những clip guitar điện của em nhiều thì mọi người sẽ biết Aria là một thương hiệu rất là thân thiết. Còn những người chơi guitar thùng thì có người không biết đến thương hiệu này, có người nói thương hiệu này lạ.
Nhưng mà Aria là một hãng rất là lớn nha mọi người. Aria là hãng lớn, họ làm guitar thùng nè, họ làm guitar dây sắt, họ làm guitar dây ni lông, họ làm guitar điện, họ làm guitar bass, họ làm âm ly luôn. Cái hệ sinh thái của họ rất rộng, và sau này Aria được Tây Ban Nha mua về luôn mọi người. Họ làm những cây đàn mà Aria Classic làm tại Tây Ban Nha, hoặc là những cây Joe Antonio là những cây mà của hãng Aria luôn. Aria là một ông lớn trong ngành nha mọi người. Ở guitar thùng á, nó ít xuất hiện, thành ra mọi người thấy nó lạ thôi. Chứ còn Yamaha thì đối với người Việt mình, nó là một chiếc xe máy, nó là cây đàn ọt, nó rất là nhiều cái hệ sinh thái của Yamaha, nên nghe Yamaha là thấy nó thân thiện. Nhưng mà Aria cũng là một thương hiệu rất lớn mọi người. Về cái mức độ phủ về nhạc cụ của họ chẳng thua gì Yamaha. Chỉ có là piano là họ không làm thôi, là thua Yamaha chỗ đó thôi. Còn lại á, Yamaha có cái gì, Aria có cái đó mọi người. Nói một xíu về cái màu này, thì đây là một cái đàn Nhật có một cái màu rất là lạ nha mọi người. Mọi người thấy những cái đàn Nhật đa phần là màu gọi là màu gỗ tự nhiên. Thì cây này nó có một cái màu gọi là màu cánh gián mọi người ha. Mặt top nó màu cánh gián, vẫn là gỗ thông nha, nhưng mà nó là màu cánh gián. Cái đàn này nó là mã hàng là W25M ha. Một cây đàn của Aria làm ở Nhật. Chất lượng rất là tốt. Nhưng mà tại sao bán 2,5 triệu mọi người, là tại vì cái ngựa này đã dán lại rồi. Ha. Và họ dán bên Nhật nha mọi người. Có nghĩa là dán cái ngựa rất là khít khao, rất là đẹp. Em căng cái đàn này lên, em để tầm 1 tháng trời rồi, để coi cái ngựa này nó có ổn định hay không em mới bán. Thì em căng lên em để tầm 1 tháng nay, thì cái đàn này, cái ngựa này nó vẫn tốt như vậy nha mọi người. Nên mọi người có thể an tâm xài. Họ dán lại chứ không phải là em dán đâu nha. Em dán không được đẹp vậy đâu. Rồi, Aria, phím thép và phím gỗ cây đàn còn nguyên vẹn nè. Tốt. Bộ khóa đây. Bộ khóa này, mọi người nhìn, mọi người nói thử cho em coi bộ khóa này giống bộ khóa gì. Nếu ai coi quen những cái clip em, mọi người sẽ nhìn thấy đây chính là bộ khóa của những cây Morris W20 tới W25. Họ xài bộ khóa này. Thì thật ra mọi người, khóa thì có một số hãng họ làm thôi. Thành ra trong cái tầm tiền sản phẩm nào đó thì họ sẽ sử dụng những cái bộ khóa nó tương ứng như vậy. Thì những cây này là cái mã hàng của nó là W25. Nó tương đương với cây W25 của Morris, nó tương đương với FG250 của Yamaha. Chất âm cũng hay vậy nha mọi người. Thì họ xài chung bộ khóa của những cây W25 của Morris luôn nè. Đây là cần đàn thẳng đẹp, không gãy, không làm lại nè. Đường keo gót cần đẹp nha mọi người. Lưng là khít khao nè. Lưng hông cây đàn đẹp, không cấn, không lũng. Và về mặt kỹ thuật cây đàn này, từng đường keo mối chỉ của nó zin hết. Chỉ có cái ngựa của nó là dán lại, mà em nói rõ cho mọi người biết là cái ngựa dán lại, không có dấu diếm. Tóp y nguyên à, đẹp lắm ha. Màu cánh dán một màu rất lạ nha. Bán cũng rẻ mọi người. Thì cây này chỉ có 2,5 triệu thôi. Ngoại trừ cái ngựa, mà ngựa này em đã test 1 tháng trời rồi nha. Thành ra mọi người cứ yên tâm về xài đi. Dở là nó đã dở rồi. Còn cái này mà nó nguyên tới giờ thì mọi người cứ an tâm mà xài. Ở bản họ dán tốt lắm mọi người. Thank you.
Rồi tiếp theo cây đàn số 8 mọi người. Đây là cây đàn có thương hiệu là Starlight ha. À, cây này là Made in Korea. Mã hàng của nó là SG30 mọi người. Thì cái đàn này nó có mặt top sáng bóng trắng đẹp. Đàn rất là liền lạc nha. Đàn đẹp lắm mọi người, mới tinh nè. À, và đặc biệt là cây này nó có cái lõi thép trong cần đàn, nó giữ cho cái cần này luôn luôn thẳng. Rồi, đầu cần. Bộ khóa. Zin hết nha mọi người. Rồi, phím thép và phím gỗ. Ngon lành. Cần đàn thì cây này có lõi thép rồi, cần thẳng lắm. Đường keo góc cần nguyên vẹn. Cần đàn này là nguyên vẹn, không có gãy, không làm lại. Lưng cũng vậy mọi người. Cây đàn này rất mới nha. Lưng cũng còn mới nè. Hông cũng còn mới nè. Rồi, ngựa đàn. Ngựa đàn là không dán lại, không làm lại. Mặt top phía trước là nguyên vẹn 100%, không có một cái vết nào hết. Nhưng cây đàn mới vậy. Thì cây này em bán với giá 2,5 triệu nha. Ai thích cây đàn mà vừa có lõi thép cho nó bền, mà vừa có bộ gỗ nó đẹp. Cái này bộ gỗ cực kỳ đẹp ha. Đó, mặt trước chỉnh chu. Made in Korea nha mọi người. Giá là 2,5 triệu. Em mời mọi người nghe thử demo của cây đàn này. Đây là cái đàn Tree. Đây, Tree. Ha. Thì nghe cái thương hiệu thì hơi lạ nha mọi người. Nhưng mà đây là cây đàn của hãng Suzuki mọi người. Thì Yamaha, thì đây là Suzuki đây. Rồi, thì cây Tree này nó có mã hàng là SW200. Cây này nó tương đương với mà cây đàn W20 và tương đương với FG200 mọi người. Riêng em nha mọi người ít gặp, mọi người có thể sợ những cái thương hiệu này. Nhưng mà riêng em chưa thấy một cây Tree nào mà dở nha. Trong tầm mà ví dụ như series 2 đi ha, ví dụ như ngang với những cây W20 và những cái FG200, thì những cây Tree mà series 2 này nè ăn đứt những cây FG200, ăn đứt những cây W20 nha mọi người. Chất âm của những cây này rất tốt. Cái đàn còn rất là mới và rất là chỉnh chu. Em sẽ đi vô chi tiết. Đầu cần là Tree đây mọi người ha. Thì ở trên đây nó có ghi là S năm 1887. Là cái hãng này, cái thương hiệu này nó có từ năm 1887. Phím thép và phím gỗ nè, cho mọi người coi. Chưa bị mòn và còn nguyên vẹn nha. Đây, bộ khóa. Khóa là khóa zin của cây đàn. Khóa đúng theo zin của nó. Cần đàn là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Có lõi thép trong cần đàn nha mọi người. Đường keo gót cần còn liền lạc hết nè. Cây đàn mới lắm mọi người. Những cái đàn mà thập niên 80 như thế này thì tuyệt vời lắm.
Rồi, mặt top mọi người coi, đây là một cây đàn rất ít sử dụng. Tại vì mặt top của nó còn trắng tươi à. Những cái đàn sử dụng nhiều, mặt top nó sẽ vàng đi ha. À, vì để ở ngoài á mọi người, những cái nước bóng á, những cái keo bóng á, nó sẽ bị oxy hóa, nó vàng đi. Những cây này có nghĩa là người ta cất đi, người ta rất ít sử dụng. Thì tại vì sao rất ít sử dụng thì có thể là người ta mua vàng mà người ta chơi không được mọi người, thành ra họ cất luôn. Thì cây đàn này nè, nó có một vài những cái vết nhỏ đây nè, dù như ở đây một vết nhỏ nè. Nha. Cái này nè, vết nhỏ nè. Đó. À đây vết nhỏ nè. Rồi chỉ vậy thôi, còn nhiêu là đẹp hết. À, đàn âm rất tốt nha mọi người. Cây này thì vì nó còn mới và chất âm của nó cực kỳ tốt nên em bán với giá là 2.800.000. Mọi người đừng quá quan trọng về thương hiệu, cứ đồ Nhật là mọi người bữa cho em. Cây này được làm tại Nhật luôn nha mọi người. Nó ghi ở dưới cái tên đàn của nó là Nagoya Japan, là được làm ở thành phố Nagoya của Japan đó mọi người. À, chất âm rất tốt. Cứ mạnh dạn sử dụng những cây tree này nè mọi người, đảm bảo chất âm cực kỳ tốt ở trong tầm giá và trong cái tầm sản phẩm của nó. Rồi, mời mọi người nghe thử chất âm. Đây là một cây G dòng cao của Yamaha ha. Cái đàn này là G180A. Ở trên tem đàn nó ghi rõ nó là Nippon Gaki và Made in Japan luôn ha. Thì cái cây này nè, từ G180A trở lên đó mọi người, thì cái đầu cần của những cây G này nó sẽ hơi khác những cây G còn lại. Mục đích của việc này thì em nghĩ là nó nhằm để xác nhận đây là một dòng cao cấp đó mọi người. Thường thì có những cây mà G180A nè, G200A nè, hoặc là G220A thì nó sẽ có những cái chữ V này nè. Thì về cái việc này nó nhằm để kiểu như là tôn vinh đó mọi người. Kiểu những cái dòng cao nó sẽ có một xíu những cái sự khác biệt so với những cái dòng tầm trung ha. Rồi, bộ khóa là bộ vá của dòng G nhưng mà được xi vàng nha mọi người. Tại vì dòng cao à. Ha. Phím thép và phím gỗ cây đàn nè, còn ok hết. Rồi, cần đàn là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại và không có lỗi thép trong cần đàn nha. Dòng G này được sản xuất vào những thập niên 70. Đường keo gót cần là nguyên vẹn. Những cái dòng G này bền kinh khủng mà. Đường keo là nguyên vẹn hết. Lưng đẹp nè, hông đẹp nè. Mặt top, mặt top bóng đều,
đều màu hết. Ngựa là ngựa không dán lại, không làm lại nè. Về trầy trụa thì ở đây nó có trầy trụa một ít nè mọi người. Đây có trầy xíu nè. Rồi, chỉ vậy thôi. Còn cái đàn này thì nó chất lượng lắm rồi. Tại vì nó là dòng cao ha, đầu cần nó khác biệt, bộ khóa nó cũng khác biệt so với những cái dòng G còn lại. Chất âm cây này cũng hay hơn nha mọi người. Và đây là một cây đàn có top là solid, nên chất âm của nó sẽ tốt hơn những cái cây còn lại rất là nhiều. Em mời mọi người nghe thử chất âm của cây G180A của Yamaha, mặt top là solid nha, giá 2,7 triệu. Tiếp theo mọi người, một cây đàn rất mới nè. Đây là cây Starfall ha. Làm một cây đàn nội địa Nhật, nhưng mà cây này làm ở Indo nha mọi người. Thì những cây làm ở Indo nó được cái là nó mới hơn, nó tầm khoảng những năm 2010 trở đi. Còn những cây mà làm tại Nhật á, thì nó tầm khoảng chừng năm 70-80, rồi bắt đầu qua 90 là nó chạy qua bên Korea hoặc là Taiwan. Bắt đầu 2000 là nó bắt đầu nó chạy dài đi. Tầm khoảng chừng 2010 là làm Indo hoặc là làm China, nhưng mà là hàng nội địa Nhật nha mọi người. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chỉ tại thị trường nội địa Nhật mọi người mua mới có những sản phẩm này. Những sản phẩm sản xuất riêng cho thị trường nội địa Nhật thì đó gọi là hàng nội địa Nhật. Có nhiều anh á vào gay gắt với em mà nói là kiểu nói hàng nội địa Nhật mà tại sao có Indo, rồi có Korea, rồi có Taiwan, rồi có China. Thật ra mọi người, những thị trường như Nhật Bản á mọi người, họ có cái hàng nội địa của họ, có nghĩa là sản xuất ở quốc gia nào nhưng chỉ bán riêng vào thị trường nội địa đó thôi, nó có một cái mã hàng riêng của nó ha, thì gọi là hàng nội địa Nhật mọi người. Ví dụ như em có những cái máy lọc không khí cũng made in China nhưng mà bán riêng vào thị trường nội địa Nhật, điện 100V. Và là những cái chiếc xe đạp của em chạy, nó là một cái mã hàng riêng dành cho thị trường nội địa Nhật. Chỉ mua ở thị trường nội địa Nhật mới có cái mã hàng đó, gọi là hàng nội địa Nhật. Cho dù chiếc xe đã sản xuất tại Taiwan. Đó, thì đó gọi là hàng nội địa Nhật nha mọi người. Có nghĩa là hàng nội địa Nhật nhưng có nhiều xuất xứ khác nhau. Mỗi một cái xuất xứ nó đều có một cái sự cạnh tranh. Ví dụ những cái đàn mà làm ở tại Nhật Bản, ví dụ như Made in Japan thì nó làm những năm 70-80, ít nhiều gì những cây đàn đó đều có xước xác, đều có những cái vết năm tháng ở trên những cái đàn. Còn những cái đàn mà sản xuất thị trường Nhật mà nằm vào những năm như là Taiwan hoặc là Korea hay là Indo hoặc là China thì cái điểm cạnh tranh của những cái đàn đó là nó mới.
À, nó mới hơn, nó chỉnh chu hơn, nhìn nó hiện đại hơn. Ví dụ những cái đàn mà làm tại thị trường nội địa Nhật rất ít những màu khác ngoài màu tự nhiên, trong khi những cái đàn làm ở Taiwan, ở Indo hoặc là ở Korea thì nó sẽ có những cái màu xanh bớt như thế này nè mọi người. À, màu này thì có người Việt Nam nói là màu mè quá, nhưng mà thực ra đây là những cái màu rất đẹp. Tại vì sao? Nhìn nó rất là đậm chất đồng quê, và thứ hai nữa là đây là những cái màu rất khó sơn, tại vì nó không chỉ đơn giản là màu vàng và màu đỏ. Ở chính giữa những cái màu vàng và màu đỏ, nó còn những cái lớp chuyển màu nhạt dần qua nữa ha, nhạt rồi tới đậm dần. Đây là những màu rất khó sơn, không tin mọi người hỏi những anh thợ sơn ha. Những cái màu mà lem lem thế này khó sơn lắm. Rồi. À, đây mọi người, đầu cần là Starfall, thì hãng này nó có từ năm 1957 ha. Phím thép và phím gỗ còn nguyên vẹn nè. Những cái đàn này đặc trưng của nó còn rất mới mọi người. Đó, bộ khóa là bộ khóa còn nguyên vẹn. Đây là bộ khóa còn nguyên và khóa zin đi theo cây đàn. Đây mọi người, nó ghi rõ đó nè. À, made in Indonesia. Đó. Cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Và đặc biệt cái thằng này á mọi người, cái lưng hông của nó và cái cần của nó cũng sơn đỏ đỏ giống tịp màu với cái mặt top ha. Thì tại sao những cái gót cần này mọi người nhìn nó không đẹp? Tại vì cần này á, nó là sơn nhám, thành ra những cái đường keo dưới đây nó không ánh lên như những cái cần sơn bóng nha mọi người, nhưng mà nó vẫn là liền lạc khít khao hết ha. Rồi lưng hông, chất âm của những cây này rất tốt mọi người. À, đây đàn còn rất là mới, bóng sáng đẹp, ngựa là ngựa không dán lại, không làm lại. À, tuy nhiên vẫn có những cái vết nhỏ nhỏ, ví dụ như ở đây có một vết trầy nhỏ đây nè, còn lại đẹp hết mọi người. Cái đàn rất là mới, rất là sáng, rất là đẹp. Em mời mọi người nghe thử chất âm cây này. Cây này thì còn mới và đẹp, em bán với giá 2,3 triệu. Đây là cây Aria, mã hàng của nó là AC25. Cây này là made in Spain nha mọi người, có nghĩa là được làm ở Tây Ban Nha ha. Thì những cái đàn này làm sau này nha mọi người, sau này Aria mới được mua về bên Tây Ban Nha ha, được Tây Ban Nha nó mua về và tiếp tục làm những dòng Aria này và tiếp tục làm những cái dòng mà Joe Antonio. Thì để cho những ai mà mọi người nghi ngại về Aria, mọi người nói ô thương hiệu gì mà nghe lạ quá, đây Tây Ban Nha nó mua Aria về đây mọi người, chất lượng lắm, nó mới mua về làm đàn cho nó. Thì đây là cái Aria AC25 ha. À, cây này là made in Spain, có nghĩa là được làm tại Tây Ban Nha, tại quê hương của cây guitar.
À, hồi đó giờ mọi người nghe tây ban cầm đúng không? Thì đây đây mới đúng là một cây tây ban cầm nghĩa đen nè mọi người, cây đàn được làm ở Tây Ban Nha nè, ha. Thì chất âm của những dòng này nó làm sao mọi người? Thứ nhất là nó nổ và ba dây chép ở dưới nó sáng lắm. Nghe nó đã lắm. Và ngay tại quê hương của cây guitar thì cây guitar classic vẫn không có lỗi thép trong cần đàn nha mọi người. Không tin mọi người có thể đi đi xem những cái hãng khác, ví dụ như là Joe Antonio đồ cũng của Aria làm ngay tại quê hương cây guitar, cây classic vẫn không có lỗi thép trong cần đàn nha mọi người. Sau này mấy ông Trung Quốc mấy ông mới nhét cái lỗi thép vô cần đàn đồ ha, chứ đúng tại Tây Ban Nha những cây này nó vẫn không có lỗi thép trong cần đàn, cụ thể là cây AC25 này không có lỗi thép nhưng mà cần rất là thẳng thớm. Đo cho mọi người coi. Đây ngăn 12 guitar classic là mọi người. Nó thấp chủng à, cái cần nó thẳng lắm ha. Rồi, cái chất âm cây này rất hay nha mọi người. Cái chất âm cây này cực kỳ hay luôn. Đầu cần bộ khóa là khóa vàng ha, khóa zin của cây đàn. Phím thép và phím gỗ cây đàn còn nguyên vẹn nè. Cần thì không có lỗi thép nhưng rất thẳng và nguyên vẹn không gãy ha. Đường keo gót cần là còn nguyên vẹn nè. Ở những cái cây này nè mọi người, nó có một cái đặc trưng á là cái gỗ lưng á nó liền lên trên đây luôn nè mọi người. Đó, nó liền lên nó che cái chỗ này. Thay vì những cây kia thì chỗ này á họ làm bằng, còn cái này á là nó đưa cái gỗ lưng lên đây liền luôn. Ô, cái gỗ lưng hông cây đàn này rất đẹp nha mọi người. Ở dưới cái ánh sáng á nó chuyển màu nè mọi người thấy không? Rồi, top cây này là top solid cho mọi người. Top cây đàn là top solid nha. Cây đàn này có những cái vết trầy. Rồi. À, thì ai á, là mọi người đã có từng sở hữu một cây đàn guitar classic của Nhật, mọi người hãy thử sở hữu một cây guitar classic của Tây Ban Nha để xem nó khác nhau như thế nào nha mọi người. À, những cái classic của Tây Ban Nha nó giống như là cái dòng C200 của Yamaha vậy đó. Ba dây dưới nó sáng, ba dây trên nó nổ và rất là gọn gàng nha. Những ai là những người chơi nặng về kỹ thuật classic, những kỹ thuật như là tremolo hoặc là những cái kỹ thuật về classic mà mọi người đi những cái ngón, những cái dây nó nhanh á, mọi người nghe trên đây nó sẽ thể hiện rõ ràng gọn gàng âm thanh. À, còn tóm lại là cây này nếu mà mọi người chơi thì mọi người sẽ cảm thấy là âm nó rất hay, rất là nổ và rất là tròn tiếng. Rồi, em mời mọi người nghe thử cây AC25 này nha. Thank you.
Rồi tiếp theo một cây đàn dáng D của Morris, cây này là MD512 Made in Korea mọi người ha. Cây đàn làm ở Korea. Rồi cái MD512, những cái đàn làm ở Korea này nó được một cái là cây đàn nó mới nè. Thứ hai nữa là chắc tay, gia công cực kỳ tốt mọi người. Đây, đầu cần là Morris logo đứng ha. Phím thép và phím gỗ cây đàn còn nguyên vẹn, vẫn chưa bị mòn. Đó. Bộ khóa là khóa zin đi theo cây đàn. Ở đây nó có chữ Made in Korea nè mọi người. Thật ra ở trong tem đàn nó đã ghi nó là Made in Korea rồi. Cần đàn là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Đường keo là liền lạc, lưng là khít khao. Lưng hông còn mới nè. Mặt top cây đàn, top bóng, sáng, đều, đẹp. Ngựa là ngựa không dán lại, không làm lại. Rồi, cây này em bán cho mọi người với giá 2.4 triệu. Em mời mọi người nghe thử chất âm một cây đàn này nha. Rồi tiếp theo mọi người, đây là một cây đàn classic của Nhật mà thương hiệu nó đối với em cũng còn lạ nữa. Đây là cây Angelica. Cây này nó có cái mã hàng của nó là number 30, No 30, Made in Japan. Nó ghi rõ trên tem đàn nó là Made in Japan. Cây này thì không có lỗi thép cần đàn, nhưng mà đàn còn rất mới. Mặt top là top solid nha, bóng sáng đều đẹp. Nếu mà cây đàn mà đúng mà làm ở Nhật mà còn đẹp như vậy thì rất là hiếm nha mọi người ha. Nhưng mà đúng là nó làm ở Nhật, tại vì trên tem đàn nó ghi nó Made in Japan mà ha. Rồi đầu cần, đây bộ khóa, nhìn là biết bộ khóa Nhật liền. Nó những cái dòng cao á mọi người, họ hay làm bộ khóa nó làm sao ta. Thứ nhất là nó xi vàng, thứ hai nữa là nhiều cái chi tiết ở trên bộ khóa để cảm thấy nó xứng đáng với cái giá tiền mà mọi người bỏ ra. Đây bộ khóa này à mọi người, em không nhầm thì gắn trên những cây Takamine Classic á, nó có cái bộ khóa này nè. Rồi phím thép và phím gỗ cây đàn này còn nguyên vẹn nè, không bị mòn nè. Cần là thẳng đẹp nè, không gãy, không làm lại. Và không có lỗi thép trong cần đàn, đường keo gót cần cũng còn chỉnh chu. Thực sự ra là đây là một cái đàn rất mới mà được làm ở Nhật nha mọi người. Lưng Indian Rosewood, bộ gỗ cực kỳ đẹp nha. Chất âm như thế nào thì mọi người nghe thử cái chất âm này nha. Anh Minh ơi, bữa nay anh có coi cái like này của em thì anh vớt cái này nha anh Minh. Anh Minh mà những cái thương hiệu nào mà lạ lạ là anh vớt hết. Rồi, ngựa đàn là không dán lại, không làm lại nè mọi người. Cái mặt top cây đàn còn rất mới, nguyên vẹn hết trơn luôn á. Rất đẹp. Em mời mọi người nghe thử chất âm của cây này nha.
Giá em bán là 3 triệu, top là top solid. Đây là cái Aria A30S. Dòng Aria này được làm tại Trung Quốc nha mọi người. Ở Việt Nam mình nghe Trung Quốc thì thấy có tì, thấy là thấy ghét rồi. Nhưng mà đây là một dòng sản phẩm được thế giới họ đánh giá rất cao. Trung Quốc chỉ là nơi gia công ra cái cây đàn này thôi, còn thương hiệu Aria vẫn là một thương hiệu rất là đình đám ở trên thế giới ha mọi người. Thật ra nha, em bán, em nói đây là cây đàn Trung Quốc. Những người khác bán, người ta sẽ nói đây là một cây đàn của Nhật. Tại vì ở trên tem đàn nó ghi là Design in Nagoya, Japan. Có nghĩa là được thiết kế tại Nagoya, Japan. Thiết kế thôi chứ không được làm tại đó nha mọi người. Một số người không hiểu á, hoặc là những người họ cố tình họ nói tránh đi. Họ ghi đây là cái đàn làm ở Nhật, nó ghi nè Design Nagoya, Japan. Ghi là design nhưng mà làm là làm ở một nước khác nha. Và chính xác cây đàn này được làm ở Trung Quốc. Không giấu giếm. Nhưng mà đây là một cây đàn được thế giới đánh giá rất cao. Ở trên những trang như là Reverb hoặc là eBay, cây đàn này vẫn được bán với giá trên 300 đô. Cụ thể là hình như 390 đô. Ha mọi người. Thì nó làm sao nó mới được bán vậy? Thì cây đàn này nè, có mặt top là solid và có lõi thép trong cần đàn. Nó đáp ứng được cái nhu cầu của người Việt Nam mình mà sợ cây đàn với thời tiết khắc nghiệt nó gây cong, thì cây đàn này có lõi thép trong cần đàn ha. Đây, bộ khóa là khóa zin đi theo cây đàn. Nhìn bộ khóa là thấy lạnh lùng liền. Những cái thằng xịn đó mọi người, nó làm bộ khóa là mọi người thấy liền. Không có thằng nào xịn mà nó làm bộ khóa mà nhìn nó hời hợt. Kiểu giống như là anh bỏ tiền nhiều ra quá ra cho để mua tôi, thì tôi ráng làm cho anh nhiều cái cầu kỳ một xíu vậy đó. Nhìn cho nó xứng đáng đồng tiền. Phim này phim gỗ cực kỳ ha. Cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại nè. Có lỗi thép trong cần đàn. Đường keo gót cần còn nguyên vẹn, lưng là khít khao, lưng hông đẹp, gỗ rất đẹp nha mọi người, đàn cũng mới, mặt top, ngựa không dán lại, không làm lại nè. Cái này thì nó có một vài những cái vết trầy nhỏ ở đây, Rồi, cây này em bán với giá 3 triệu nha mọi người, chất âm cây này rất hay. Là một sản phẩm thương hiệu, nhưng mà nó, em nói thật, mọi người không mua cũng không sao. Nhưng mà em nói thật với mọi người, cây này không phải làm ở Nhật. Ai nói A30S làm ở Nhật, đừng tin người ta, tin em là làm Trung Quốc. Nhưng mà sản phẩm là sản phẩm, cái tầm sản phẩm là tầm cao. Rồi, mời mọi người nghe thử cây số 15 này, A30S. Thank you.
Tiếp theo mọi người, một cây Yamaha. Cây này là mã hàng của nó là CG170SA. Cây này được làm ở Cao Hùng, Đài Loan mọi người. Những cái đàn mà mã hàng là SA ở phía sau á, là mặt top của nó là Solid, SACA. Thì cây này có mặt top là Solid và mặt top đều, đẹp ha. Nhưng mà cái bệnh chung của cái dòng mà CG này, đó chính là nó bị khờ. Đây, mọi người nhìn thì nhìn thẳng trực tiếp vào thì thấy nó bình thường mọi người đó, nhưng mà nhìn đây thấy nó hơi khờn nè không? Đó, nhìn thẳng vô thì nó vẫn ok. Đây thì cái đầu cần của nó khờn, mọi người nhìn thấy rõ nè. Ha. Thì đây là cái lỗi do lúc mà họ sơn cái đàn nó gây ra. Và cái lỗi này nó không ảnh hưởng đến chất âm, cũng giống như không ảnh hưởng đến độ bền của cái đàn. Và những cái đàn mà dòng CG này, thực sự mà nói ra nha mọi người, những cái đàn mà dòng CG này mọi người gắn EQ rất ngon. Tại vì sao? Vì tiếng của những dòng này nó rất nét. Nó nét, nó rõ ràng. Thành ra khi mà gắn EQ vào á, những cây CG này lại lấn lướt những cây dòng G hoặc là những cây dòng C nha mọi người. Gắn EQ vào thì cây này nó lại hay hơn. Nhưng mà top Solid mà, tiếng nó rất là rõ ràng. Cho dù mọi người có chơi mọc đi nữa thì tiếng nó vẫn rất hay. Rồi, đầu cần. Ở những dòng CG thì không còn cái logo trên đầu cần nữa. Bộ khóa là bộ khóa vàng, là một sản phẩm tầm cao. Phím thép và phím gỗ cây đàn còn nguyên vẹn. Hay, cái cần của nó là mọi người, nó hơi khờn khờn, mọi người thấy không? Ha. Rồi, đường keo gót cần còn nguyên vẹn, lưng là khít khao. Lưng. Thì những dòng này mọi người đừng chê đó nha, tại vì chất âm của nó rất tốt và rất nét. Ngựa là ngựa, không dán lại, không làm lại. Mặt top cây đàn đẹp mọi người, và là top Solid, có nghĩa là gỗ thịt. Chất âm của những dòng này nó nét hơn, rõ hơn, bass nó sắc nét hơn mọi người, nghe nó rất đầm ha. Rồi em mời mọi người nghe thử cây Yamaha CG170SA. Giá em bán là 2,5 triệu mọi người. Tiếp theo mọi người, một cây Cat Eye. Đây, mắt mèo. Xuất hiện nhiều trong clip rồi ha mọi người. Là một thương hiệu của hãng Tokai. Tại vì Tokai á, làm guitar điện á, thì họ để Tokai, nhưng mà làm guitar thùng á, thì họ để Cat Eye. Cây này có mã hàng là CE200 mọi người, tương đương với W20, tương đương với FG200. Cây này thì em bán 2,4 triệu. Về mặt kỹ thuật cây đàn là nguyên vẹn hết 100%. Về mặt chất âm cây này cực kỳ hay trong tầm giá, cực kỳ hay luôn mọi người. Nhưng mà về mặt thẩm mỹ á, thì cái đàn này nó có những cái chấm như thế này. Nhìn như nó mụn á. Đó, thì nó mặt top thì sáng màu nhưng mà bị chấm như vậy nên em bán với giá 2,4 triệu.
Và em đi vào chi tiết cho mọi người coi. Đầu cần là cat eye nè, phím thép và phím gỗ cây đàn nè, còn nguyên vẹn không bị mòn nè. Bộ khóa là khóa zin, khóa zin của cái hãng cat eye này nha mọi người. Cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Đường keo gót cần là khít khao. Cái này ngoài mặt top á, thì nó có những cái vết như nãy em đã chỉ mọi người. Thì ngựa là ngựa không dán lại, không làm lại. Âm thanh rất tốt nha. Cây 17 này là cây cat eye xe 200. Em bán với giá là 2.4 triệu. Làm tại Nhật Bản luôn nha. Làm tại Hamamatsu Nhật Bản. Em mời mọi người nghe thử chất âm của cây cat eye xe 200 này. Cuối chương trình cũng là một cây của Aria đó mọi người. Thì đây là cây đàn Aria, mã hàng của nó là A30 ha. Là một cây đàn cũng là làm tại Trung Quốc luôn nha mọi người ha. Thì trên cây đàn nó không có ghi chữ nào Trung Quốc hết trơn mọi người, nhưng mà em thực tế em nói với mọi người là cái đàn này làm Trung Quốc, mà đây là hàng Trung Quốc xuất Nhật ha. Người ta sẽ không nói nhưng mà em nói, mọi người có ác cảm em cũng phải nói, tại vì trước không trước thì sao, ai cũng từ từ cũng sẽ biết nó làm ở đâu. Một cái đàn chỉnh chu nha mọi người. Chỉnh chu, đàn còn rất là mới, ngựa là ngựa zin 100%, nhưng mà làm tại Trung Quốc. Cây này thì em bán với giá 2.5 triệu. Đầu cần, bộ khóa, khóa này là khóa zin đi theo cây đàn, phím thép và phím gỗ đẹp. Cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Đường keo gót cần là còn nguyên vẹn, lưng là khít khao. Cái lưng của này nó hơi khần nhẹ ăn xíu, hông cũng vậy, hơi khần nhẹ ăn xíu ha. Nhưng mà đàn rất mới, ngựa là ngựa không dán lại, mặt top là nguyên vẹn. Giá bán cho cây này là 2.5 triệu. Aria là một hãng làm đàn rất có tâm, nên chất lượng cây đàn mọi người có thể an tâm. Và mời mọi người nghe thử chất âm của cây đàn này. Thank you.
cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã yêu thương tin tưởng trong tất cả các clip. Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào những clip sau. Mình là Duy, đến từ Sơn Ca Acoustic.